Phó Giám đốc Công đoàn, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tư Nghĩa. Cùng với buổi thăm và tặng quà ngày hôm nay thì Trung ương Đoàn tỉnh Quảng Ngãi báo tuổi